Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 61. Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Rồi trước đây thì các em đã học làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm. Thì trong bài này các em sẽ học làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Trước hết là các em làm bài tập số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. A. Làm tròn các số đến hàng nghìn được các số tương ứng là. Rồi ở đây các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy giáo là làm tròn số đến hàng nào thì chúng ta sẽ xét cái chữ số ở hàng sau hàng làm tròn. Được chưa? Và các em chú ý đến hai nhóm. Nhóm 0, 1, 2, 3, 4 thì các em làm tròn xuống. Còn nhóm 5, 6, 7, 8, 9 thì các em làm tròn lên. Cụ thể như thế nào? Ví dụ ở câu A này, các em làm tròn các số đến hàng nghìn. Đến hàng nghìn thì các em sẽ chú ý đến chữ số thuộc hàng sau hàng nghìn. Sau hàng nghìn tức là hàng trăm, đúng không? Trước hết là số 80.304. Hàng nghìn là 0. Vậy sau hàng nghìn là 3. Được chưa? Làm tròn đến hàng nào thì các em chú ý đến chữ số ở sau hàng làm tròn đó. Hàng làm tròn ở đây là hàng nghìn. Vậy sau hàng làm tròn là hàng trăm. Các em chú ý đến chữ số 3. Chữ số 3 nó thuộc nhóm nào? À, nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Được chưa? 80.304, chúng ta làm tròn đến hàng nghìn. 80.304, chúng ta làm tròn đến hàng nghìn thì có thể là lên 81.000 hoặc là xuống 80.000, đúng không? Ở đây chúng ta làm tròn xuống này. 3 nó thuộc nhóm thứ nhất, làm tròn xuống. Tức là chúng ta được số 80.000 này. Các em đã hình dung được chưa? Tương tự đối với số 61.500. Hàng nghìn của số này là 1. Thì các em chú ý đến chữ số sau 1 nó chính là 5. 5 nó thuộc nhóm làm tròn lên. Đúng không? Làm tròn lên. 61.500 các em tiến lên thành 62.000. Được chưa? Tương tự đối với số 6.811. Làm tròn đến hàng nghìn. Hàng nghìn của số này là 6. Sau 6 là 8. Các em chú ý đến chữ số 8. 8 nó thuộc nhóm thứ hai, tức là nhóm làm tròn lên. Vậy 6.811 các em tiến lên thành 7.000. Được chưa? Tiếp theo là các em sang câu B. Làm tròn các số đến hàng chục nghìn được các số tương ứng là. Rồi, làm tròn đến hàng chục nghìn thì các em chú ý đến chữ số sau hàng chục nghìn. Sau hàng chục nghìn đó chính là chữ số hàng nghìn. Rồi, số thứ nhất 90.000. Số 90.000 này nó vừa là số tròn chục, vừa là số tròn trăm, vừa là số tròn nghìn, vừa là số tròn chục nghìn luôn. Đúng không? Vậy 90.000 thì nó chính là số tròn chục nghìn rồi. Các em không cần phải làm tròn nữa, để nguyên luôn. Số 54.215 làm tròn đến hàng chục nghìn thì các em chú ý đến chữ số hàng hàng nghìn. Chữ số hàng nghìn của số này là 4. 4 nó thuộc nhóm nào? À, nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Được chưa? Làm tròn xuống. 54.215 làm tròn đến hàng chục nghìn thì 54.215 các em tiến lên thành 60.000. Còn nếu các em tiến xuống thì nó là 50.000. Ở đây chúng ta đang làm tròn xuống đúng không? 4 nó thuộc nhóm thứ nhất, làm tròn xuống. Vậy các em tiến xuống là 50.000.
số 78.302. Chữ số hàng nghìn là 8. 8 thì các em nằm tròn lên, 8 nằm tròn lên, 78.302, các em tiến lên thành 80.000. Bài tập số 2, viết số tích hợp vào chỗ chấm. Sau 5 năm, một gia đình thu hoạch được 97.418 kg gỗ keo. Nếu nằm tròn số đến hàng nghìn, thì ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu kg gỗ keo. Rồi bây giờ các em nằm tròn cái số này đến hàng nghìn. Rồi hàng nghìn của cái số này là 7 đúng không? Là 7 thì các em chú ý đến chữ số hàng trăm. Các em lùi một hàng, các em chú ý đến chữ số hàng trăm. Chữ số hàng trăm của số này là 4. 4 nó thuộc nhóm nào? À 4 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. 97.418. Nếu tiến lên thì ta được 98.000, được chưa? Còn tiến xuống thì chúng ta được là 97.000. Đây là những số tròn nghìn. Rồi, 4 thì chúng ta làm tròn xuống đúng không? Tức là 97.000. 97.000 kg gỗ keo. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Sau 15 năm, một công ty đã chế tạo được 97.602 robot. A. Nếu làm tròn số robot đến hàng nghìn thì được số nào? Làm tròn đến hàng nghìn thì các em chú ý chữ số hàng trăm. Cụ thể đây là 6. 6 nó thuộc nhóm nào? À thuộc nhóm làm tròn lên. Được chưa? Làm tròn lên. Tiến xuống là 97.000, còn tiến lên là 98.000. Được chưa? B. Nếu làm tròn số robot đến hàng chục nghìn thì được số nào? Làm tròn đến hàng chục nghìn của số này là 9. Vậy các em chú ý đến chữ số sau 9 là 7. Được chưa? Chú ý đến chữ số 7. 7 nó thuộc nhóm nào? À 7 nó thuộc nhóm làm tròn lên. Vậy 97.602, các em tiến lên là 100.000, còn tiến xuống là 90.000, được chưa? Làm tròn lên, ở đây là 7 thì các em làm tròn lên là 100.000 này. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Người ta đo được một ngọn núi trên sao hỏa cao 21.229 m, nối mỗi cách làm tròn số đó với kết quả theo mẫu. Các em quan sát mẫu. Rồi các em ấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi trước hết là 21.229. Bây giờ các em làm tròn đến hàng chục ta được số nào? Làm tròn đến hàng chục thì các em chú ý đến chữ số sau hàng chục, đó chính là chữ số hàng đơn vị. 9 nó thuộc nhóm nào? À 9 nó thuộc nhóm làm tròn lên đúng không? 29, vậy các em tiến lên thành 30 thôi. 30 đấy. Tiếp theo là làm tròn đến hàng nghìn. Làm tròn cái số này đến hàng nghìn ta được số nào? Làm tròn đến hàng nghìn, các em chú ý đến chữ số hàng trăm là 2. 2 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Đang 21.000 đúng không? 21.229 thì các em tiến xuống là 21.000. 21.000. Rồi, tiếp theo là các em làm tròn cái số này đến hàng chục nghìn. Làm tròn đến hàng chục nghìn thì các em chú ý đến chữ số hàng nghìn. Chữ số hàng nghìn ở đây là 1. 1 nó thuộc nhóm làm tròn xuống. Đang 21.229 đúng không? Vậy các em tiến xuống là 20.000. 20.000. Được chưa? Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.